em bé không, em bé nó động vất vả nha, đấy cuối sự trễ nhưng mà mình rất nhiều trễ. Ok, cũng ngồi đây, cắt cho quay xong rồi đúng không? Một phần anh xíu là chờ cưng, góc nó không được di chuyển luôn, tại nó đang rất đẹp, phải chờ cưng nữa đó. Rồi, anh đi. Quay về trễ quá, bị gội đầu luôn. Đây có cái nền, đây có cái bột ấy. Sao cưng, anh cũng có. Đây là nằm bên hồi xưa mọi người, đây là quá khứ của anh đó. Anh giả cưng thành công. Em là hồi trẻ của anh đấy nha. Anh nhìn vô gương á sẽ thấy được hình ảnh của mình hồi xưa dễ thương nè. Hồi trẻ là mình đang hát công hay cũng vậy đó. Sao mình suy kiếm nha. Cái set này anh nghĩ tới tới cưng là vô là vô đi. 30 cũng 11 ngày luôn hết. Đó vậy. Nó không đặc biệt hết. Cái màu này nó đúng kiểu em bay, đẹp bay không đã rồi. Em chưa hát kiểu đó giờ luôn á. Lần đầu tiên luôn á. Xong rồi vô tuyệt vời. Em bữa em hát thử xong rồi. Hôm nay anh không có anh hơn xong em với lại thằng bé kìa. Anh đây. Chứ không có ok. Cái ngồi lâu lâu nhìn vô kiến. Diễn với kiến. Đã thấy tương lai của mình. Tương lai là giàu nên em cũng có nhiều nhiều em. Vì cái ốm lại nó không ra trung quân á. Phải tròn tròn dễ thương. Em cũng ốm rồi, cái mẹ hát không nổi anh ơi. Số người cái hát mệt lắm, quen lắm. Em ơi, khán giả đã yêu em như vậy rồi, em cứ dùng miếng vậy thôi. Xong nha mọi người. Một chiều em tay đan tay dìu nhau trên lối, đưa em đi nhẹ nhẹ vào đời. Bằng vòng tay tôi nâng niu mùa thu thức giấc, đưa em vào ngày tháng vỗ về. Phát hiện ra cái này đi tìm cái chỗ mà gì ta, cà phê lão hàng đó, mới đi ngang thấy cái chỗ này ôi sao dễ thương quá vậy. Gặp cái chị quán cơm á, chị siêu dễ thương luôn, chị chỉ chỗ cho mình, chị qua đây đi ăn coi. Tôi vô đây nói chuyện gặp em bé này, đây là ảnh nha. Đây, siêu dễ thương luôn. Chàng trai đến từ Hà Nội làm quản lý ở đây, mình hỏi xin chụp hình đó, nghe nó rất là rất thích luôn. Đâu nghĩ là ở đây để tới đây quay cái bài này đâu, mình nghĩ luôn nó đẹp vậy đó, quá tuyệt vời, quá xưa mình muốn dẫn các thành công để giống anh Elvis Phương trẻ hải ngoại nhiều hơn. Của nó là anh làm luôn, không làm gì hơn được hết trơn á, dựng 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 lên á, kiểu trẻ trẻ bây giờ là không có vào cái mood của bài này. Em bè lại nha. Anh quá chính nè. Cái màn sông ca đó vừa rồi đó đẹp nhất luôn, mọi người hay xem đi luôn. Vì là đúng sóng cuốn trôi mau cuộc đời này của người. Mm-hmm.
Now,